thế giới tuần qua bị thiêu đốt với hàng loạt động thái quân sự căng thẳng đến nghẹt thở. Tại mặt trận Đông Âu, Kherson đang là trọng điểm của các cuộc giao tranh và đấu trí. Nga được cho là đang giăng sẵn thiên la địa võng nhấn chìm quân đội Ukraine trong hỏa lực. Kiev vừa phản công vừa thận trọng, tránh mắc bẫy đối phương. Chưa hết, tuần qua Moscow được cho là đã tung nước cờ hiểm hóc đẩy Ukraine vào cảnh khốn đốn mà không cần động đến vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, Nga cũng có nhiều sự thay đổi chiến lược khác đáng chú ý trong 7 ngày giao tranh vừa qua. Tuy nhiên, cần xác định rõ đó là dấu hiệu cho thấy Nga đang giành thế thượng phong hay chẳng qua nước này đang cố xoay mình để vớt vát tình thế nguy cấp. Ukraine liệu có phản công thành công hay cũng đang dãy giụa trong liên hoàn đòn đánh dữ dội của lực lượng Nga? Những trận chiến từ trên không lẫn trên bộ đều đang khốc liệt từng giây phút. Bên nào đang giành ưu thế? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình Thế giới trong tuần hôm nay. Ngoài ra, Đông Á cũng đang sục sôi không kém. Triều Tiên khuấy đảo khu vực với các đợt phóng tên lửa đạn đạo và bắn pháo suốt mấy ngày liên tiếp. Hàng chục tên lửa, hơn 80 phát đạn để Bình Nhưỡng nêu thông điệp phản đối các hành động quân sự của Mỹ, Hàn Quốc. Seoul và Washington hiển nhiên là không nhún nhường, họ kéo dài tập trận, Hàn Quốc bắn pháo đáp trả. Bán đảo Triều Tiên nổ lửa, đã có cảnh báo căng thẳng vượt tầm kiểm soát và leo thang thành xung đột. Hãy cùng nhìn lại bức tranh thế giới tuần qua cùng chúng tôi ngay sau đây. Thu Hiền chào mừng quý vị đến với chương trình Thế giới trong tuần. Thưa quý vị, tuần qua thì cuộc đối đầu khốc liệt giữa Nga và Ukraine có nhiều diễn biến mới đáng chú ý. Trong đó thì Moscow đã tung ra vô số nước cờ, đẩy Kiev và phương Tây vào mê cung với vô số ngờ vực. Có nhận định rằng Nga đang phải tức tốc thay đổi chiến lược giữa lúc Ukraine phản đòn quá dữ dội. Lại ý kiến cho rằng Điện Kremlin đang giăng bẫy Kiev. Vậy Nga đang tính toán những gì? Xin mời quý vị cùng nhìn lại một số biến chuyển của Moscow trong phần đầu của chương trình hôm nay. Thưa quý vị, những ngày qua, phía Nga đã đưa ra nhiều dấu hiệu cho thấy khả năng quân đội của nước này sẽ rút khỏi miền nam của Ukraine. Đơn cử vào hôm 3 tháng 11, thì một quan chức do Nga bổ nhiệm cho biết Moscow sẽ rút quân khỏi bờ Tây của sông Dnipro tại Kherson và kêu gọi người dân di tản. Trước thông tin trên, thì Kiev và các nhà phân tích quân sự phương Tây đều cho rằng Ukraine nên thận trọng để tránh sập bẫy của Nga, theo Reuters cho biết. Trong cuộc phỏng vấn vào hôm 3 tháng 11, hãng truyền thông Soloviev, ông Kirill Shramovosov, một quan chức thân Nga tại Kherson đã nói rằng nhiều khả năng đơn vị và binh lính của chúng tôi sẽ di chuyển đến bờ đông Dnipro. Trước đó, Nga đã phủ nhận lực lượng của họ đang có kế hoạch rút khỏi khu vực này. Trong một lần khác, ông Shramovosov nói rằng ông hy vọng Nga sẽ không rời Kherson. Nhiều đồn đoán xoay quanh việc Nga có thực sự rút lui hay không sau khi xuất hiện những bức ảnh trên Internet cho thấy lá cờ của Nga đã không cắm ở tòa nhà hành chính của thành phố Kherson. Phía Ukraine vẫn đang bày tỏ nghi hoặc với phát ngôn của ông Shremosov. Bà Natalia Humenyuk là người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Quân sự miền Nam Ukraine cho rằng Nga sẽ không rút quân khỏi Kherson. Thưa quý vị, Kherson những ngày qua đang trở thành mặt trận trọng điểm của xung đột ở Đông Âu. Đội quân Ukraine vẫn đang cầm chắc tay súng, không khinh suất trước thông tin Nga rút khỏi bờ tảng ngạn của sông Dnipro. Bên cạnh đó, thì Kiev cũng theo dõi sát sao nhất cử nhất động của lực lượng Moscow. Chưa rõ ý định lui binh của Nga như thế nào, nhưng những diễn biến trên mặt trận hiện nay cho thấy Moscow vẫn đang củng cố các vị trí của mình trong khu vực. Theo các chuyên gia, thì nhiều khả năng Nga đang toan tính để giăng bẫy, đánh tan tác quân Ukraine bằng hỏa lực. Tại khu vực phía tây bắc tỉnh Kherson, nơi tiếp giáp giữa hai vùng do hai bên kiểm soát, các cuộc đụng độ vẫn diễn ra hết sức quyết liệt. Ukraine liên tục phản công trong khi Nga quyết tâm giữ từng mét đất. Những trận pháo kích qua lại giữa hai bên liên tục được nâng cao cường độ. Vào ngày 4 tháng 11, Tổng thống Nga Putin đã kêu gọi người dân thành phố Kherson nhanh chóng sơ tán theo yêu cầu của chính quyền. Lý do là những trận đánh lớn có thể sắp xảy ra gây nguy hiểm tới một bộ phận lớn dân số. Một số chuyên gia nhận định có thể đây là cái bẫy do Nga đặt ra khi đã di rời hết dân thường. Nếu quân đội Ukraine tiến vào, họ có thể dễ dàng sử dụng hỏa lực vượt trội, nhất là về pháo binh và không quân để chấn áp đối phương. Khu vực Kherson bao gồm thành phố Kherson, thủ phủ của vùng cùng tên và là thành phố lớn duy nhất mà Nga chiếm được nguyên vẹn kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2. Đây cũng là nơi có con đập nằm dọc sông Dnipro kiểm soát nguồn cung cấp nước cho bán đảo Crimea.
Thực vị Mỹ đã bày tỏ tin tưởng rằng Ukraine có thể giành lại thành phố chiến lược Kherson từ tay lực lượng Nga nhờ những nỗ lực bài bản và hiệu quả. Washington cũng cảnh báo Kiev tránh mắc bẫy của Moscow. Trong cuộc họp báo vào hôm 3 tháng 11, các quan chức Lầu Năm Góc Mỹ cho biết quân đội Ukraine có thể chiếm lại thành phố chiến lược phía nam Kherson từ tay quân đội Nga, đánh dấu một thất bại lớn đối với Moscow trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, Ukraine lo ngại việc Nga rút quân khỏi Kherson là một cái bẫy. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin nói với các phóng viên Reuters rằng quan trọng nhất, người Ukraine tin rằng họ có khả năng làm điều đó. Chúng tôi đã thấy họ tham gia vào một nỗ lực rất bài bản và hiệu quả để lấy lại lãnh thổ có chủ quyền của mình. Trong chuyến thăm thủ đô Kiev của hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Chris Coons thuộc Đảng Dân Chủ và Rob Portman của Đảng Cộng Hòa, họ đã tuyên bố rằng sự ủng hộ của lưỡng đảng từ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục dành cho Ukraine sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tuần tới. Họ khẳng định rằng Hoa Kỳ từ lâu đã là một quốc gia đấu tranh cho tự do, và đây là một cuộc chiến giành tự do quan trọng nhất trên thế giới hiện nay. Chuyến thăm Kiev của hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ diễn ra trong bối cảnh nhiều suy đoán rằng Đảng Cộng Hòa có thể giảm sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine nếu họ lên nắm quyền Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ. Trong tuần qua, thì chính quyền thân Nga tiếp tục di rời dân ở tỉnh miền nam Kherson. TASS đưa tin quá trình sơ tán của người dân từ bờ đông của sông Dnipro đã hoàn tất vào ngày 2 tháng 11. Giới chức thân Nga tuyên bố mọi hoạt động giao thông trên dòng sông này sẽ bị đình chỉ. Theo TASS, quan chức chính quyền tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm đã viết trên Telegram. Do đã hoàn tất sơ tán cư dân ở khu vực lãnh thổ phía đông sông Dnipro, cũng như nhận thấy các mối đe dọa quân sự đang tăng lên, chính quyền tỉnh Kherson quyết định dừng mọi hoạt động giao thông dân sự băng qua sông Dnipro. Theo thông báo, tàu thuyền, cầu phao và mọi phương tiện vượt sông khác đều bị đình chỉ vô thời hạn. Ông Vladimir Sando, quan chức đứng đầu tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm vào ngày 18 tháng 10, đã yêu cầu sơ tán ven sông Dnipro, nói rằng Ukraine có nguy cơ tấn công đập nước Kharkovka, gây lũ lụt khủng khiếp khắp Kherson và vùng lân cận. Phía Kiev bác bỏ cáo buộc này, cho rằng Nga đang tạo tiền đề cho hành vi kích động của chính mình. Đài CNN của Mỹ đã chỉ ra, nếu xảy ra lũ lụt, các khu vực chỉ vượt tái kiểm soát của Ukraine ở tỉnh Kherson cũng gánh chịu thiệt hại nghiêm trọng. Thực vị trước bão giông là bầu trời bình yên. Ở thành phố cảng Kherson thì các con đường lớn nhỏ hầu như tĩnh lặng, nhưng đó là sự hoang lạnh đến rợn người. Các cửa hàng và doanh nghiệp đều cửa đóng then cài. Nơi đông đúc nhất có lẽ là bến cảng ven con sông lớn Dnipro, nơi nhiều người phải chờ phà rời khỏi thành phố. Có những người chọn ở lại trong sự căm phẫn xen lẫn tủi hờn. Họ trông mong gì chuỗi ngày sắp tới gần như là bất định. Theo Reuters, trong khi quân Ukraine tiến công ở phía bắc và phía đông thành phố chiến lược Kherson, chính quyền thân Nga đã sơ tán hàng vạn người dân trong vài tuần gần đây. Chỉ còn một ít người ở lại và họ bày tỏ hoang mang tức giận khi không biết điều gì đang chờ đợi ở phía trước. Yếu tố làm tăng thêm sự bất định chính là những lời tố cáo và phản biện của các bên trong hơn 8 tháng xung đột. Chính quyền ủng hộ Điện Kremlin ở tỉnh Kherson nói rằng Ukraine đang chuẩn bị phá vỡ đập nước khổng lồ của nhà máy thủy điện Kharkovka, có thể nhấn chìm khắp khu vực miền nam quốc gia Đông Âu, bao gồm những nơi Ukraine vừa tái kiểm soát sau chiến dịch phản công cuối mùa hè. Phía Kiev cho rằng lời cáo buộc của Nga là tiền đề để gây ra hành vi kích động và đổ lỗi cho Ukraine. Ông Vladimir, một người về hưu đang sơ tán khỏi Kherson, nói với Reuters rằng chính quyền thân Nga lấy lý do nguy cơ Ukraine phản công hoặc gây lũ lụt để hối thúc người dân di tản. Đó là điều tệ nhất với chúng tôi. Không biết tương lai sẽ đi về đâu, ông nói vào ngày 31 tháng 10. Ekaterina, một nhân viên cửa hàng, nói rằng hoạt động kinh doanh đã đột ngột chậm lại sau khi quá nhiều người di rời. Cô cho biết bản thân sẽ ở lại Kherson. Làm sao tôi có thể rời ngôi nhà của tổ tiên mình? Ông cố và ông nội của tôi đều sống ở đây. Họ dựng lên ngôi nhà này bằng đôi bàn tay của mình. Tại sao tôi nên rời đi? Để làm gì? Tôi sẽ ở lại đến cùng. Cô chia sẻ. Thực vị Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cuối tháng 9 đã sáp nhập Kherson và 3 tỉnh khác vào Liên bang Nga. Sau cuộc trưng cầu dân ý mà ông nói là thể hiện mong muốn dứt khoát và rõ ràng của người dân, ngược lại thì Kiev và phương Tây tố cáo cuộc bỏ phiếu là dàn dựng và phi pháp. Lực lượng vũ trang Ukraine đang tiến gần hơn tới thành phố thủ phủ Kherson sau khi tái kiểm soát được một số khu vực kể từ cuộc phản công nhiều tuần qua. Kiev khẳng định
quân Nga đang củng cố các phòng tuyến ở Kherson và bổ sung quân thiện chiến tới đây. Vladimir Sando, lãnh đạo tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm, đã yêu cầu người dân ở phía đông sông Dnipro cũng nên rời đi trong thông báo mở rộng phạm vi sơ tán. Khu vực sơ tán mới bao phủ thêm 15 km ven sông Dnipro. Thực vị Mỹ cũng đang cảnh giác với khả năng Nga triển khai chiến thuật cờ giả ở mặt trận Ukraine. Cụ thể thì trang tin Defense News cho biết rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố kế hoạch theo dõi chặt chẽ lượng vũ khí đã cấp cho Ukraine. Đây là động thái đối phó với nguy cơ Nga thu giữ và dùng khí tài Mỹ để tiến hành một cuộc tấn công, sau đó đổ lỗi cho Ukraine. Trang tin Defense News trích dẫn kế hoạch cho rằng các lực lượng thân Nga thu giữ vũ khí của Ukraine có thể ảnh hưởng đến hoạt động chuyển giao vũ khí tiếp theo. Nga cũng có thể sử dụng những vũ khí này để phát triển các biện pháp đối phó, tuyên truyền hoặc tiến hành các hoạt động giả danh Ukraine. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Nga cáo buộc Ukraine đang có kế hoạch sử dụng bom bẩn trong xung đột. Quan chức Mỹ coi đây là cái cớ khả dĩ để Moscow leo thang giao tranh, trong khi Kiev một mực phủ nhận tuyên bố trên. Tổng thống Volodymyr Zelensky còn cáo buộc Nga lên kế hoạch cho nổ một con đập lớn gần Kherson và quy trách nhiệm cho Ukraine. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở nước hàng xóm, Mỹ đã tăng tốc viện trợ quân sự hơn 17 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, trong đó có nhiều loại vũ khí từ tên lửa vác vai, lựu pháo, xe bọc thép cho đến các hệ thống phòng không tiên tiến. Các nhà lập pháp Mỹ và quan chức ở châu Âu trong những tuần gần đây đã tăng cường kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn các lô vũ khí này. Thực vị cũng theo Defense News, thì Bộ Ngoại giao Mỹ đặc biệt lo ngại về hai loại vũ khí là hệ thống phòng không di động, bao gồm hàng nghìn tên lửa phòng không Stinger do Mỹ gửi tới và tên lửa dẫn đường chiến thuật chống tăng đa năng, bao gồm hàng nghìn chiếc Javelin. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đang làm việc với Kiev để rà phá các loại vật liệu nổ còn sót lại sau giao tranh. Hoạt động này có thể cho phép thu gom và bảo đảm vũ khí tại chỗ. Như trong bất kỳ cuộc xung đột nào, chúng tôi vẫn cảnh giác với khả năng các đối tượng tội phạm và phi nhà nước có thể cố gắng thu mua bất hợp pháp vũ khí từ các nguồn ở Ukraine, bao gồm cả các thành viên của quân đội Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết trong một tuyên bố. Trong số các bước khác trong kế hoạch, nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Kiev sẽ giúp Ukraine tăng cường theo dõi vũ khí. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ có kế hoạch tăng cường đào tạo cho các lực lượng Ukraine về bảo vệ biên giới, phá hủy vũ khí đạn dược tìm thấy để tránh rơi vào tay các tổ chức phi nhà nước. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 6 với tờ Financial Times, thì Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov đã trấn an những lo ngại của phương Tây rằng nước này có thể trở thành nguồn cung cấp vũ khí nhập lậu. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận cần phải mở rộng hệ thống theo dõi vũ khí. Theo ông Reznikov, thì một số đồng minh của Ukraine đã cử đại diện quân sự đến nước này để quan sát dòng vũ khí được tài trợ của họ. Bộ trưởng còn đề nghị những quốc gia khác cũng làm như vậy. Theo ông Reznikov, thì Ukraine đang sử dụng phần mềm của NATO để giám sát điểm đến và việc sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp. Ở một diễn biến khác đáng chú ý, thì AT dẫn lời một quan chức Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ đang hiện diện trên lãnh thổ Ukraine để tiến hành nhiệm vụ giám sát việc vận chuyển vũ khí của NATO. Tuy nhiên, không rõ có bao nhiêu lính bộ binh của Mỹ đã đến Ukraine và vị trí của họ ở đâu. Chia sẻ với hãng tin AP, NBC News và các thành viên khác của nhóm báo chí Lầu Năm Góc, quan chức này cho biết quân đội bộ binh đến Ukraine lần này do một tùy viên quốc phòng Mỹ tại Kiev là chuẩn tướng Garrick Hormon chỉ huy. Quân đội Mỹ có nhiệm vụ kiểm tra việc vận chuyển vũ khí của NATO đến Ukraine, nhưng không có thông tin cụ thể về địa điểm thực hiện. Một điều chắc chắn là nơi kiểm tra sẽ không được đặt gần chiến tuyến và số lượng binh sĩ đến Ukraine không nhiều. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo rằng họ sẽ cử một số nhân sự để đến Ukraine để hỗ trợ chính quyền Kiev xử lý việc tiếp nhận viện trợ. Một nguồn tin tình báo nói với CNN hồi tháng 4 rằng những vũ khí viện trợ cho Kiev này sẽ biến mất sau khi chúng đến Ukraine. Tuy nhiên, quan chức Lầu Năm Góc giấu tên đã phủ nhận thông tin này và cho biết chính phủ Kiev đã minh bạch và luôn hợp tác với các đoàn thanh tra. Thực vị Washington đã lên tiếng thừa nhận sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Ukraine lần đầu tiên kể từ khi xảy ra xung đột ở Đông Âu. Phía Nga cũng đã nhiều lần cảnh báo Mỹ và NATO không nên tham gia vào cuộc xung đột và nếu không thì Điện Kremlin sẽ xem đây là cuộc chiến chống lại toàn bộ cỗ máy quân sự phương Tây ở Ukraine.
Thực vị trong tuần qua, thì bên cạnh hàng loạt chuyển biến đáng chú ý ở Kherson, Nga cũng tiếp tục nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine, vẽ ra cho Kiev viễn cảnh về một mùa đông bút giá khắc nghiệt. Hãng TASS dẫn báo cáo của công ty Yasno, một trong những nhà cung cấp điện then chốt của Ukraine, cho biết đã có hơn 100 vụ tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của quốc gia Đông Âu này trong vòng chỉ 20 ngày. Cụ thể, công ty Yasno viết trên Facebook, Nga đã 103 lần tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine kể từ ngày 10 tháng 10. Tổng thống Ukraine Zelensky trong một cuộc họp với cao ủy châu Âu về năng lượng, bà Katri Simpson vào hôm 1 tháng 11, cho biết khoảng 40% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị tàn phá. Yasno là nhà cung cấp điện, khí đốt và các giải pháp năng lượng khác ở Ukraine. Dữ liệu của công ty cho biết họ phục vụ khoảng 3,5 triệu khách hàng. Theo TASS, hôm 10 tháng 10, tức 2 ngày sau khi Ukraine bị cáo buộc tấn công cầu Kursk ở Crimea, Tổng thống Vladimir Putin đã thông báo đợt tập kích khổng lồ nhằm vào mục tiêu quân sự, năng lượng và viễn thông trên khắp Ukraine, sử dụng vũ khí tầm xa thông minh. Theo Tổng thống Putin, thì chính quyền Kiev đã liên tục có hành động bị cáo buộc là tấn công cực đoan đối với đường ống khí đốt Nord Stream, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Ông chủ điện Kremlin cảnh báo về hậu quả vô cùng thảm khốc nếu Kiev hiện thực hóa các nỗ lực tấn công nói trên. Phía Ukraine kịch liệt bác bỏ mọi cáo buộc, nói rằng họ đã bị Nga đổ lỗi cho những hành vi kích động của chính mình. Tại Kiev, thì người dân Ukraine đã tập họp tại trung tâm thủ đô để làm đèn cầy đặc biệt gửi cho các binh sĩ đang chiến đấu ở tiền tuyến. Đèn cầy có thể giúp hong khô, lũy hào, nấu ăn, đun nước và sưởi ấm. Mỗi lon đèn cầy đều có nắp đậy, vì vậy binh sĩ có thể cất giữ dễ dàng. Hoạt động này diễn ra khi Ukraine gần như chìm trong bóng tối, thiếu điện triền miên sau khi hàng loạt cơ sở năng lượng đã bị tên lửa tàn phá. Một nhóm tình nguyện có tên Trí thức Ukraine đang sản xuất và cung cấp đèn cầy làm từ sáp, các tông và những lon thức ăn rỗng. Đèn cầy được cố định chắc chắn ở giữa lon kim loại để có thể sử dụng dễ dàng hơn tại tiền phương. Người tổ chức Nino Najarova cho biết sáng kiến của cô đã giúp chuyển hơn 3.000 lon đèn cầy đa dụng tới các binh sĩ Ukraine trong chiến hào ở miền Đông và miền Nam. Đèn cầy này có thể giúp hong khô lũy hào, nấu ăn, đun nước, sưởi ấm. Mỗi lon đèn cầy đều có nắp đậy, vì vậy binh sĩ có thể cất giữ dễ dàng. Cô Najarova chia sẻ. Polina Sedabet là một trong những tình nguyện viên thường trực ở trung tâm. Cô nói rằng tên lửa càng trút xuống ồ ạt ở Ukraine, tinh thần giúp sức cho quân đội càng tăng cao. Người dân Ukraine đang quyên góp và giúp đỡ cho binh sĩ và đồng bào của mình, cô Sheremet bày tỏ. Nhiều trẻ em cũng tham gia làm đèn cầy trong 2 tháng qua, chẳng hạn như là Gody. Cậu bé nói rằng giờ đây cảm thấy đỡ sợ hơn vì đã quen với khói lửa. Mẹ của cậu nói thêm, không ngạc nhiên khi xung đột đã ảnh hưởng mọi người ở Ukraine, bao gồm trẻ nhỏ. Bên cạnh việc càn quét các cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine, thì Nga không quên đả phá các vị trí quân sự của đối phương bằng những khí tài đáng gờm. Đơn cử như Moscow đã tung sát thủ diệt hạm được cho là bất bại trên mặt trận. Cụ thể, vào hôm 2 tháng 11, thì hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti đã dẫn nguồn tin giấu tên từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết các oanh tạc cơ tầm xa của Moscow bao gồm Tu-22M3 và Tu-22M3M, phiên bản nâng cấp đã được cho là đang sử dụng tên lửa hành trình chống hạm KH-32 mới, còn được gọi là sát thủ diệt hạm để tấn công chính xác vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Nguồn tin lưu ý, KH-32 được phát triển từ tên lửa hành trình chống hạm KH-22 có xuất xứ từ Liên Xô. Sau đó, được tinh chỉnh để trang bị trên oanh tạc cơ phiên bản nâng cấp Tu-22M3M. Hiện, một số Tu-22M3M đã được chuyển đổi để trang bị các KH-32 mới. Trước khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga từng tuyên bố sẽ nâng cấp 30 máy bay ném bom Tu-22M3 lên phiên bản Tu-22M3M. Tuy nhiên, cho đến nay chỉ có 4 chiếc được nâng cấp. Nguồn tin của RIA Novosti cho biết, những chiếc Tu-22M3 được nâng cấp để có thể nhận các nhiệm vụ phóng tên lửa hành trình chống hạm siêu âm KH-32 mới vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Khả năng tấn công mục tiêu mặt đất hiệu quả và chính xác của tên lửa đã được chứng thực trong môi trường chiến đấu. Người này cũng lưu ý thêm, không một tên lửa KH-32 nào bị hệ thống phòng không Ukraine đánh chặn. Hiện những tin tức liên quan đến mặt trận ở Đông Âu chưa thể được kiểm chứng độc lập. Thưa quý vị, trong khi đó, thì các cuộc không chiến giữa Nga và Ukraine vẫn đang diễn ra vô cùng ác liệt. Theo New York Times, thì dường như Kiev đã giành được ưu thế trước Moscow về pháo binh nhờ những vũ khí vượt trội của phương Tây. Thế cờ thay đổi rõ nhất ở các tiền tuyến miền Nam. Trong nhiều tháng, Nga đã chiếm thế thượng phong, có thể ném bom đạn vào các thành phố, thị trấn và mục tiêu quân sự của Ukraine từ những vị trí ngoài tầm với của vũ khí Kiev.
Nhưng trong những tháng gần đây, theo New York Times, thế cờ đã lật ngược dọc các tiền tuyến ở miền nam Ukraine. Với vũ khí thế mạnh của phương Tây và UAV nội địa đáng gờm, Ukraine hiện có ưu thế về pháo binh trong khu vực, các chỉ huy và giới phân tích quân sự nhận định. Ukraine hiện có lợi thế về tầm bắn và tên lửa dẫn đường chính xác bằng UAV tự chế giá rẻ, cũng như với các UAV tiên tiến và loạt vũ khí do Mỹ và các đồng minh cung cấp. Các binh sĩ Ukraine đang phá hủy các phương tiện bọc thép trị giá hàng triệu đô la. Tuy vậy, theo New York Times, thì quân đội Nga vẫn là một lực lượng đáng gờm. Moscow sở hữu hàng loạt tên lửa hành trình, một đội quân khổng lồ và hàng triệu viên đạn pháo. Các chỉ huy Nga cho biết họ vừa hoàn thành huy động thêm 300.000 quân vào chiến trường và Tổng thống Vladimir Putin đã thể hiện rõ quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc xung đột bằng mọi cách. Theo tờ báo Mỹ, thì câu hỏi lớn hiện nay là lực lượng của Nga sẽ cầm cự được bao lâu ở thành phố chiến địa Kherson. Konrad Muzika, một nhà phân tích quân sự và giám đốc Rothschild Consulting có trụ sở tại Ba Lan cho biết, Nga khó có thể duy trì nguồn cung hậu cần. Chuyên gia nói thêm, tuyên bố quân đội Ukraine đã đạt được ưu thế trong các cuộc tấn công bằng pháo binh và UAV ở tiền tuyến phía Nam là đáng tin cậy. Sau một cuộc tấn công gần đây của Ukraine bằng pháo M777 của Mỹ, pháo tự hành Juzhana của Slovakia và pháo tự hành Krav của Ba Lan, các trận địa pháo binh của Nga ở một phần mặt trận Kherson đã rơi vào im lặng hơn 48 giờ sau khi bị đánh phá nặng nề. Trong khi đó, Trung úy Oleg, chỉ huy một đơn vị bay trinh sát của Ukraine, nhận định lợi thế duy nhất của Nga là về số lượng binh sĩ. Ông Oleg Chan, chỉ huy khẩu đội lựu pháo tự hành Ukraine cho biết Nga có thể đang răng bẫy Ukraine bằng cách báo hiệu về việc sẵn sàng rút lui. Tuy nhiên, việc Ukraine tăng cường lực lượng cũng có thể là một chiến thuật của Kiev, ông Oleg Chan kết luận. Thực vị tại sự kiện UA Together, phát ngôn viên lực lượng không quân thuộc lực lượng vũ trang của Ukraine Yuri Inakt đã bất ngờ tiết lộ rằng không quân nước này đã tuyển chọn một đội ngũ phi công biết tiếng Anh để đào tạo lái máy bay chiến đấu của phương Tây. Điều này làm dấy lên nghi vấn Mỹ đang viện trợ tiêm kích cho Ukraine. Thực hư ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin do trang Eurasian Times đăng tải vào hôm 1 tháng 11. Ông Inas cho biết, tư lệnh lực lượng không quân Ukraine, Trung tướng Mykola Olechus đã chọn ra một nhóm gồm hàng chục phi công biết tiếng Anh đã sẵn sàng lên đường đi huấn luyện và nghiên cứu. Ukraine chỉ cần quyết định loại máy bay chiến đấu mà các đối tác sẵn sàng cung cấp. Eurasian Times cho hay, thông tin chi tiết về các loại máy bay chiến đấu không được ông Inas tiết lộ rõ, nhưng đây là dấu hiệu cho thấy Kiev rất lạc quan về việc có được máy bay chiến đấu từ Mỹ hoặc phương Tây để đối phó với Nga trên chiến trường. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Zhenikov chia sẻ, tôi lạc quan về việc xe tăng Abrams được cung cấp trong tương lai và tôi hy vọng các máy bay chiến đấu như F-16, F-15 hoặc Gripen của Thụy Điển cũng sẽ khả thi. Thực vị vào hồi tháng 7, thì Eurasian Times đã đưa tin rằng Hạ viện Mỹ đã phê duyệt gói chi phí 100 triệu đô la Mỹ để đào tạo phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu của Mỹ. Tuy nhiên, vẫn chưa có quyết định nào về việc chuyển giao máy bay chiến đấu hiện đại đến Ukraine do Washington lo ngại đối đầu quân sự trực tiếp với Moscow. Không quân Ukraine thiếu các máy bay chiến đấu hiện đại để giúp họ đạt được ưu thế trên không. Tổng thống Zelensky đã nhiều lần yêu cầu được viện trợ máy bay F-16 hoặc F-15. Hai phi công máy bay chiến đấu Ukraine mang bí danh Dreuser và Moonfish được cho là đã đến Washington vào tháng 6 để kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ hỗ trợ đào tạo các phi công của nước mình. Vào cuối tháng 8, truyền thông Nga đã đưa tin Lầu Năm Góc đang đào tạo các cựu phi công chiến đấu của Afghanistan để chuẩn bị phương án triển khai cuối cùng tới Ukraine. Và Nga cũng được cho là đang huy động các cựu lính đặc nhiệm Afghanistan mà Mỹ đã đào tạo để chiến đấu ở Ukraine. Họ là những người đã chiến đấu cùng quân đội Mỹ và lánh nạn ở Iran sau khi Taliban giành quyền kiểm soát đất nước và dẫn đến một cuộc rút quân đầy hỗn loạn ở Afghanistan vào hồi năm ngoái. Theo AP dẫn lời ba cựu tướng Afghanistan cho biết. AP đưa tin, các cựu tướng Afghanistan nói rằng người Nga muốn chiêu mộ hàng ngàn cựu chỉ huy tinh nhuệ người Afghanistan để thành lập đội quân nước ngoài phục vụ cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Moscow cam kết trả lương 1.500 đô mỗi tháng và cung cấp nơi trú ẩn cho chiến binh Afghanistan cùng gia đình, giúp họ tránh bị dẫn độ về nước và có thể nhận kết cục bi đát dưới bộ máy của Taliban. Theo AP, một trong ba cựu tướng Afghanistan, ông Abdul Rauf
Agandiwa nói thêm rằng việc tuyển mộ chủ yếu do Wagner Group thực hiện. Wagner là công ty an ninh tư nhân Nga được thành lập vào năm 2014 với khoảng 8.000 thành viên. Nhiều nhà thầu quân sự Wagner từng tham gia các chiến dịch tại Trung Đông và Châu Phi, cũng như chiến đấu bên cạnh đội quân chính quy Nga tại miền đông Ukraine. Họ chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ nhỏ lẻ, rất khác với hoạt động quy mô lớn của quân đội chính quy Nga. Hiện Nga chưa bình luận về báo cáo của hãng tin AP Mỹ. Thưa quý vị, một điểm đáng chú ý trong xung đột Đông Âu vừa qua là khả năng Nga đang thay đổi chiến thuật của mình để có thể gây ra thiệt hại tàn khốc mà không cần động đến vũ khí hủy diệt. Moscow chủ yếu tấn công dồn dập vào các thành phố của Ukraine, nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và nguồn nước bằng các trận mưa tên lửa. Dù những đòn không kích ấy tiêu tốn của Moscow không ít chi phí, nhiều chuyên gia nhận định đây chính là chiêu bài hiểm để Moscow đẩy Kiev vào tình cảnh khốn đốn mà không cần dùng đến vũ khí hạt nhân, và Nga sẵn sàng thực hiện chiến lược ấy bằng mọi giá. Hôm 31 tháng 10, Nga đã tiến hành các đợt tấn công tên lửa vào các vùng ngoại ô của Kiev, Dnipro, Zaporizhia, Kirovohrad cùng nhiều khu vực khác, nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và nguồn cung cấp nước. Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal đã nói người Nga là những kẻ cực đoan vì hành vi gây hấn khiến khoảng 80% hộ gia đình ở Kiev không có nước. Được biết, Nga đã dùng các tên lửa KH-101 và KH-555. 44 tên lửa đã bị Ukraine bắn hạ. Newsweek dẫn nguồn tin ước tính rằng các cuộc tấn công vừa qua khiến Nga thiệt hại từ 400 đến 600 triệu đô la. Đây là con số mà các chuyên gia về vũ khí vẫn đang tranh cãi. Ian Williams, thành viên chương trình an ninh quốc tế tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nhận định con số này có vẻ hơi bị thổi phồng. Forbes trước đây ước tính rằng chi phí phóng 84 tên lửa hành trình và 24 máy bay không người lái của Nga trên lãnh thổ Ukraine vào ngày 10 tháng 10 khiến nước này thiệt hại trung bình từ 400 đến 700 triệu đô la Mỹ. Các tên lửa bao gồm KH-101, KH-555, Calibre, Iskander, S-300 và Tornado S. Trong khi đó, thì Jordan Cohen, một nhà phân tích chính sách tại Viện Cato, nói với Newsweek rằng ngân sách quốc phòng của Nga thực sự không phải là thước đo mà ông dùng để đánh giá liệu nước này có thể tiếp tục chiến dịch ở Ukraine hay không. Ông Cohen nói rằng điều ông quan tâm là những cuộc tấn công gần đây hé lộ nhiều điều về mục tiêu chiến lược hiện tại của Nga. Theo ước tính của tôi, Nga chủ yếu theo đuổi các mục tiêu dân sự và cố gắng khiến các quốc gia châu Âu trả giá đắt khi can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine, ông nhận định. Vị chuyên gia cũng nói rằng ông Putin nhắm mục tiêu vào lương thực, nước uống và nguồn điện ở Ukraine, đồng thời tuyên bố ngừng tham gia sáng kiến ngũ cốc Biển Đen có khả năng dẫn đến tình trạng bất ổn nghiêm trọng. Trong khi đó, Eric Gomez, một thành viên cấp cao tại Viện CITO, nói với Newsweek rằng cần đánh giá nghiêm túc những tác động chiến lược từ việc Nga triển khai tên lửa dẫn đường chính xác tầm xa. Ban đầu, các cuộc tấn công bằng tên lửa dẫn đường chính xác tầm xa của Nga chủ yếu nhắm vào các mục tiêu quân sự hoặc công nghiệp quốc phòng, chẳng hạn như các căn cứ không quân, bộ chỉ huy và kiểm soát của Kiev. Tuy nhiên, điều này rõ ràng không ngăn được Ukraine tiến hành các cuộc tấn công. Do đó, Moscow phải thay đổi chiến lược. Các đợt không kích cơ sở hạ tầng dân sự gần đây đánh dấu sự thay đổi trong cách tiếp cận của Nga. Rất khó để nói hiệu quả chiến lược sẽ như thế nào, ông Gomez nói. Vị chuyên gia nhận định, diễn biến trên có thể cho thấy nguy cơ Ukraine bị tấn công hạt nhân đã giảm đi, nhưng xung đột có thể leo thang một cách khác. Ông Gomez nói, một chiến dịch tấn công bằng tên lửa chính xác tầm xa nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự chứng tỏ Nga có thể khiến Ukraine chật vật theo một cách mới mà không cần sử dụng vũ khí hạt nhân. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vào hôm 1 tháng 11 cho biết Nga đang nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng ở Ukraine để làm suy giảm năng lực quân sự của nước này. Tuyên bố của ông nhằm bác bỏ cáo buộc rằng Moscow đang phạm tội ác chiến tranh bằng cách dồn ép người dân vào tình thế không điện không nhiệt trong mùa đông. Với các cuộc tấn công dẫn đường chính xác, Nga tiếp tục tấn công hiệu quả các cơ sở hạ tầng quân sự cũng như các cơ sở giảm tiềm lực quân sự của Ukraine. Bộ trưởng Shoigu cho biết trong một cuộc họp báo của Bộ Quốc phòng theo Washington Post. Bình luận của ông được đưa ra một ngày sau khi Nga phóng loạt tên lửa hành trình trên ít nhất 10 khu vực Ukraine, phá hủy các cơ sở hạ tầng và năng lượng quan trọng. Trong khi đó, giới chức Ukraine đã chỉ trích các cuộc không kích của Nga, cho rằng động thái khiến người dân mất điện và khí đốt trong mùa đông. Tuy nhiên, ông Shoigu khẳng định Nga đang cố ngăn thương vong cho người dân ở Ukraine. Các biện pháp toàn diện đang được thực hiện để ngăn thương vong cho người dân. Truyền thông Nga dẫn lời ông Shoigu cho hay.
Thực vị cũng có nhiều dấu hiệu khác cho thấy Nga bắt đầu thay đổi chiến thuật của mình. Thời gian qua thì máy bay không người lái UAV của Nga càn quét khắp các chiến tuyến ở Ukraine. Theo cây bút Vyacheslav K. Tucker của tờ Eurasian Times, thì đây có thể là miếng đòn mới để Moscow đối phó với các cuộc phản công cơ động cao của Ukraine. Cuối tháng 10, báo Nga Izvestia đưa tin, các đơn vị của lực lượng nhảy dù Nga đã sử dụng UAV Kap-BLA để tập kích các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo phóng viên Natalia Grabchikova của Izvestia, các lực lượng Nga đầu tiên phóng một UAV trinh sát để xác định vị trí và tọa độ mục tiêu. Tiếp theo, Nga tấn công mục tiêu bằng cách sử dụng UAV Kamikaze được trang bị đầu đạn phân mảnh có sức nổ cao. Theo chỉ huy đơn vị lực lượng nhảy dù Nga, đạn pháo có thể gây sát thương bằng hỏa lực cho một khu vực rộng lớn hơn, nên lượng đạn tiêu hao lớn. UAV cảm tử cho phép ngay lập tức tạo ra sát thương hỏa lực một cách chính xác vào mục tiêu. Được biết, UAV Kap-BLA được sản xuất bởi Yala Aero thuộc tập đoàn Kalashnikov. UAV tương đối nhỏ với sải cánh 1,2m, đầu đạn nặng 3kg và tốc độ tối đa là 130km/h. Các tính năng nổi bật của nó bao gồm tác chiến trong im lặng và có khả năng tàng hình, khả năng làng vảng lâu quanh mục tiêu. Đáng kể nhất là khả năng xác định mục tiêu bằng trí thông minh nhân tạo AI. UAV có thể tấn công chính xác từ 5 đến 10 mét. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cũng đã chỉ ra sự thay đổi đáng kể từ Nga mà ông cho là dấu hiệu của sự thất bại. Cụ thể là sau khi tuyên bố đình chỉ việc tham gia thỏa thuận ngũ cốc để đáp trả nghi vấn Ukraine tấn công hạm đội Biển Đen ở bán đảo Crimea, thì Nga đã quay trở lại với thỏa thuận này. Lý do mà Moscow đưa ra là đã nhận được đảm bảo của Ukraine rằng nước này sẽ không dùng hành lang ngũ cốc cho mục đích chống Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 2 tháng 11 cho biết, việc Nga đòi hỏi sự đảm bảo an ninh từ Ukraine chứng tỏ sự thất bại của Moscow sau 8 tháng giao tranh. Trong bài phát biểu hàng ngày, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố 252 ngày trước, Nga đã yêu cầu đảm bảo an ninh từ Mỹ. Sau 8 tháng, Nga tiến hành cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt. Điện Kremlin đang yêu cầu Ukraine đảm bảo an ninh. Đây thực sự là những thay đổi nổi bật. Hai điều đều cho thấy sự thất bại của Moscow và chúng ta mạnh mẽ như thế nào khi vẫn đoàn kết. Trước đó, vào ngày 2 tháng 11, Nga xác nhận tiếp tục tham gia thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine sau khi Kiev đảm bảo đầy đủ phi quân sự hóa hành lang vận chuyển trên biển. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phía Ukraine đã đảm bảo rằng hành lang nhân đạo trên biển sẽ chỉ được sử dụng phù hợp với quy định của sáng kiến ngũ cốc Biển Đen và quy định liên quan trung tâm điều phối chung. Nga tin rằng những đảm bảo này là đầy đủ và tiếp tục thực hiện thỏa thuận. Vào ngày 29 tháng 10, Nga tuyên bố đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc sau khi cáo buộc Ukraine tập kích quân cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea. Moscow cho rằng một trong các máy bay không người lái tấn công được phóng từ tàu Ukraine hoặc do một nước phương Tây thuê để xuất khẩu nông sản từ Ukraine. Ukraine không xác nhận cũng không phủ nhận đứng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, Kiev nói rằng Hải quân Nga là một mục tiêu quân sự hợp pháp. Hồi cuối tháng 7, Nga và Ukraine đã ký các thỏa thuận riêng với Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giải quyết vấn đề cung cấp lương thực và phân bón ra thị trường toàn cầu. Trong đó, hiệp ước cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen trong vòng 120 ngày. Ukraine cho biết thỏa thuận đã cho phép nước này xuất khẩu khoảng 9 triệu tấn hàng hóa nông nghiệp cho đến nay. Ở diễn biến khác đáng chú ý, thực vị tuần qua thì thông tin Nga được Iran và Triều Tiên tiếp sức tiếp tục nóng trở lại. Theo đài CNN, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tuyên bố vào ngày 1 tháng 11 rằng Mỹ sẽ sử dụng tất cả công cụ phù hợp để vạch trần và chống lại việc Iran cung cấp vũ khí cho Nga. Phát biểu trong cuộc họp báo của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, ông Ned Price nói Washington nhắm vào các mạng lưới phân phối máy bay không người lái UAV của Iran trong suốt nhiều tháng này. Chúng tôi luôn luôn xem xét sử dụng các biện pháp phù hợp, bao gồm trừng phạt và biện pháp tài chính khi nhắm mục tiêu vào chương trình UAV của Iran, ông Price nói thêm. Người phát ngôn cho biết với báo chí, chúng tôi lo ngại Nga có lẽ đang tìm kiếm các vũ khí thông thường tiên tiến từ Iran, chẳng hạn như tên lửa đất đối đất, nhằm mục đích củng cố chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ông Price khẳng định Mỹ sẽ quyết liệt thực thi lệnh trừng phạt đối với các giao dịch vũ khí của cả Nga và Iran để khiến Tehran khó bán những khí tài này cho Moscow. Thực vị CNN vào ngày 1 tháng 11 đưa tin Iran đang chuẩn bị gửi thêm khoảng 1.000 vũ khí bao gồm tên lửa, đạn đạo tầm ngắn, đất đối đất và các UAV vũ trang cho Nga. Không quân Ukraine cùng ngày 1 tháng 11 cũng cho biết họ hiện không có hệ thống phòng thủ hiệu quả trước loại tên lửa, đạn đạo mà Iran có thể sắp chuyển cho Nga.
Theo CNN, phát ngôn viên Yuri Inat của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine nói rằng tầm bắn của tên lửa đạn đạo có thể là 300 km hoặc 700 km tùy loại, đủ giúp cho quân Nga có thể tấn công bất kỳ đâu trên lãnh thổ Ukraine. Có khả năng cao Nga sẽ triển khai tên lửa đạn đạo Iran tới biên giới phía bắc Ukraine, từ đó đe dọa toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Phát ngôn viên Inat nói trong một cuộc họp báo ở Kiev vào ngày 1 tháng 11, Iran phủ nhận chuyển vũ khí cho Nga. Điện Kremlin khẳng định các khí tài sử dụng trong xung đột ở Ukraine đều đến từ kho dự trữ của Nga. Không chỉ Iran mà tuần qua, Mỹ cũng tuyên bố Triều Tiên đã chuyển cho Nga lượng đáng kể đạn pháo. Như vậy rõ ràng ba kình địch của Hoa Kỳ ở châu Âu, Đông Á và Trung Đông đang bắt tay với nhau. Giữa tình thế đầy rẫy khó khăn này thì Mỹ phản ứng ra sao? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Hôm 2 tháng 11, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby chia sẻ với báo giới rằng Bình Nhưỡng đang bí mật hỗ trợ hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine bằng cách cấp lượng đáng kể đạn pháo thông qua các chuyến hàng được ngụy trang, như thể điểm đến là các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi. Ông Kirby cũng nhắc đến khả năng Iran chuyển máy bay không người lái cùng tên lửa đất đối không cho Nga. Khi được hỏi về việc cả ba quốc gia mà Mỹ xác định là mối nguy trong tài liệu chiến lược gần đây đang phối hợp với nhau, ông Kirby nói rằng Hoa Kỳ nhận thấy mối quan ngại lớn hơn so với khi Nga lần đầu phát động chiến dịch ở Ukraine hồi tháng 2. Theo ông Kirby, khi đó, Moscow không dựa vào bất kỳ nguồn hỗ trợ nào từ nước ngoài. Theo ông Kirby, khi Nga tiếp tục bị Ukraine giành lại lãnh thổ, mất binh lính, Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài. Điều đó cho thấy, giữa lúc nền kinh tế bị cô lập, ngành công nghiệp quốc phòng của Nga không thể theo kịp tốc độ cung cấp vũ khí cần thiết cho cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, đó cũng là dấu hiệu chỉ ra ông Putin đang nhân đôi nỗ lực duy trì xung đột ở Đông Âu. Dù vậy, phía Mỹ lưu ý rằng sự hỗ trợ nếu có của Triều Tiên hoặc Iran đều không đủ xoay chuyển cục diện xung đột ở Ukraine. Washington đang xúc tiến các biện pháp giải trình thích hợp đối với hai nước này bắt đầu từ Liên Hợp Quốc. Được biết, cả Nga, Triều Tiên và Iran đều nhiều lần bác bỏ các cáo buộc từ Mỹ. Thưa quý vị, tuần qua thì Kiev tiếp tục nêu mối quan ngại về khả năng bị Nga đánh phủ đầu từ phía Bắc nhờ sự hỗ trợ của đồng minh thân cận Belarus. Theo bình luận của phát ngôn viên lực lượng vũ trang Ukraine Yehan Simkin trên kênh truyền hình quốc gia, thì Moscow hoàn toàn có thể thực thi kế hoạch này khi có thể triển khai ít nhất 50.000 quân. Nguy cơ nói trên có thể trở thành hiện thực vào đầu năm tới. Theo bản dịch của Kiev Post, ông Simkin nói rằng chúng tôi có thể chắc chắn Nga sẽ mở một cuộc tấn công mới từ phía Bắc khi có đủ quân trên lãnh thổ Belarus, cụ thể là khoảng 50.000 đến 70.000. Các bình luận trên được đưa ra vài tuần sau khi các quan chức Ukraine lần đầu công bố thông tin tình báo cho thấy các hoạt động quân sự ở biên giới Ukraine-Belarus đang gia tăng. Trước đây, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã cho phép quân đội Nga dùng nước này làm bệ phóng để Nga tiến hành các cuộc tấn công vào Ukraine. Gần đây, đôi bên cũng đã tuyên bố thành lập lực lượng an ninh chung. Cho đến nay, Belarus vẫn bác bỏ khả năng trở thành một bên trong xung đột Nga-Ukraine. Ở diễn biến khác đáng chú ý, Sky News đưa tin vào hôm 31 tháng 10, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có khả năng đã chuyển các tên lửa đạn đạo cỡ lớn AS-24 Killjoy tới Belarus như một thông điệp gửi đến phương Tây. Cụ thể ra sao? London cho biết Moscow có lượng dự trữ tên lửa AS-24 Killjoy rất hạn chế và đang sử dụng các loại vũ khí tầm xa tiên tiến này để đạt những mục tiêu kém quan trọng. Phía Anh cho biết, việc trang bị những vũ khí như vậy ở Belarus đang mang lại cho Nga ít lợi thế hơn nếu tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Ukraine. Do đó, việc triển khai những tên lửa này chủ yếu là nhằm gửi thông điệp đến phương Tây. Bộ Quốc phòng Anh nhận định, đây là minh chứng cho việc Belarus ngày càng trở thành một bên can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine. Anh nói rằng, nhiều tên lửa đã được bắn vào Kiev từ lãnh thổ của Minsk. Tuy nhiên, cho đến nay, Belarus vẫn bác bỏ việc tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. London chỉ ra, một số hình ảnh cho thấy hai tiêm kích đánh chặn MiG-31K Fohorn của Nga gần như chắc chắn đậu tại sân bay Machulichi của Belarus, có bộ phận được cho là có thể kết nối với tên lửa đạn đạo phóng từ trên không AS-24 Kinjoy cỡ lớn mà biến thể MiG-31K đã được chỉnh sửa để có thể mang theo. Vào tuần qua, thì Nga và Vương quốc Anh đã khẩu chiến gay gắt. Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kalin không ngừng cáo buộc London đã hỗ trợ Kiev tập kích vào các tàu chiến của hạm đội Biển Đen. Nhà ngoại giao cũng cảnh báo London đang lún quá sâu trong xung đột ở Ukraine. Nga có bằng chứng cho điều đó. Trong một cuộc phỏng vấn với Sky News,
Ông Kellyn tuyên bố Moscow đã biết về sự tham gia của các chuyên gia Anh trong việc đào tạo, chuẩn bị và thực hiện các kế hoạch tấn công cơ sở hạ tầng Nga, cũng như căn cứ của hạm đội ở Biển Đen. Khi được hỏi về bằng chứng, nhà ngoại giao cho hay thông tin chi tiết đã được giao cho Anh và sẽ sớm được công khai. Ông Kellyn nói thêm, điều đó rất nguy hiểm vì nó làm tình hình leo thang. Điều này có thể đưa chúng ta đến một ranh giới nhất định, nhưng dẫu sao chúng ta vẫn cần tránh leo thang và đây thực sự là một lời cảnh báo rằng Anh đã tham gia quá sâu vào xung đột này. Ông nhấn mạnh, tình hình đang trở nên nguy hiểm hơn. Tuyên bố của đại sứ Kellyn được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Nga triệu tập đại sứ Anh tại Moscow, ông Deborah Bronet. Nga cáo buộc Anh liên quan đến vụ tập kích tàu hải quân của hạm đội Biển Đen tại quân cảng Sevastopol ở bán đảo Crimea. London bác bỏ tuyên bố này. Sky News cho biết vào đầu ngày 3 tháng 11, thì Nga đã cảnh báo Vương quốc Anh rằng London có thể phải đối mặt với những hậu quả khó lường và nguy hiểm vì các hành động đối đầu của mình. Trong khi đó, văn phòng đối ngoại của Anh đáp trả, Moscow chỉ đang kiếm cớ để đánh lạc hướng dư luận khỏi những sa sút của nước này trong các cuộc giao tranh với Kiev. Phản hồi những tuyên bố trên từ phía Nga, văn phòng đối ngoại và thịnh vượng chung FCDO cho biết, trong những ngày gần đây, Nga đã đưa ra một loạt cáo buộc chống lại Vương quốc Anh. Rõ ràng là nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận khỏi chiến dịch quân sự bất hợp pháp của Nga tại Ukraine. Những tổn thất của Moscow trên mặt trận và hành động ném bom vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev. Họ không quan tâm đến luật pháp quốc tế và tính mạng của những người vô tội. Phía London nêu rõ, Anh Quốc vốn dĩ không đưa ra bình luận về những cáo buộc của Nga. Không có gì bí mật cả, London đã công khai dẫn đầu nỗ lực hỗ trợ cho Ukraine kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea một cách bất hợp pháp hồi năm 2014. Văn phòng đối ngoại Anh Quốc lưu ý thêm, khoảng 50 quốc gia đã tham gia nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein. Điều này báo hiệu sự ủng hộ rộng rãi và lâu dài mà quốc tế dành cho Ukraine để nước này có thể bảo vệ chủ quyền và nền dân chủ của mình. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới trong tuần và tiếp theo là những cập nhật liên quan đến điểm nóng ở bán đảo Triều Tiên, nơi ngọn lửa xung đột cũng đang cháy vô cùng dữ dội. Thưa quý vị, tuần qua thì còi báo động không kích vang lên ở một hòn đảo của Hàn Quốc và người dân vội xuống hầm trú ẩn sau khi Triều Tiên phóng hàng chục tên lửa vào sáng ngày 2 tháng 11, trong đó ít nhất một quả đã rơi gần biên giới trên biển giữa hai nước. Đáng chú ý, Hàn Quốc đã nhanh chóng phản ứng bằng cách tiến hành thử nghiệm tên lửa đáp trả ở cùng khu vực biên giới này, AP đưa tin. Các vụ phóng diễn ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên đe dọa dùng vũ khí hạt nhân để khiến Mỹ và Hàn Quốc trả giá khủng khiếp nhất trong lịch sử, đồng thời kịch liệt phản đối cuộc tập trận đang diễn ra của quân đội Mỹ-Hàn mà Bình Nhưỡng xem là tập dượt cho chiến tranh. Nhà Trắng tiếp tục giữ vững lập trường Mỹ không có thái độ thù địch với Triều Tiên, đồng thời cam kết cùng với đồng minh kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Quân đội Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên đã phóng hơn 10 tên lửa các loại từ vùng biển ngoài khơi phía đông và phía tây nước này trong ngày 2 tháng 11. Một tên lửa đã bay qua đảo Uliung của Hàn Quốc trước khi rơi xuống cách hòn đảo 167 km về hướng Tây Bắc. Quân đội Hàn Quốc phản ứng bằng cách phát cảnh báo không kích đối với hòn đảo, theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nói với báo chí. Truyền thông xứ Kim Chi cũng công bố hình ảnh người dân đảo Uliung di tản xuống hầm trú ẩn. Vài giờ sau, quân đội Hàn Quốc đã dỡ bỏ cảnh báo không kích. Tên lửa đáp xuống cách 26 km từ vùng biên giới trên biển đầy căng thẳng của hai nước. Nó rơi vào vùng biển quốc tế ở ngoài khơi phía đông Hàn Quốc. Nước này cho biết đây là lần đầu tiên tên lửa đáp xuống vị trí rất gần biên giới trên biển kể từ khi bán đảo Triều Tiên bị phân chia năm 1948. Đây là điều chưa từng có tiền lệ và chúng tôi sẽ không bao giờ dung thứ, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc tuyên bố. Năm 2010, Triều Tiên pháo kích một đảo tiền tiêu của Hàn Quốc ở ngoài khơi phía tây bán đảo khiến 4 người thiệt mạng. Nhưng vũ khí sử dụng khi đó là pháo phản lực, chứ không phải là tên lửa đạn đạo đã bị cấm thử nghiệm trong nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cũng trong ngày 2 tháng 11, các tiêm kích Hàn Quốc đã phóng 3 tên lửa không đối đất dẫn đường chính xác ở gần phía đông của vùng biên giới trên biển. Quân đội Hàn Quốc báo cáo 3 tên lửa rơi xuống vùng nước quốc tế cũng cách biên giới trên biển 26 km. Seoul khẳng định luôn duy trì sự sẵn sàng để giành chiến thắng áp đảo trước Bình Nhưỡng nếu xung đột không may bùng nổ. Theo AP, nhà phân tích Cheong-seong Chang tại Viện Sejong ở Hàn Quốc cho rằng, nguy cơ chạm trán quân sự giữa Seoul và Bình Nhưỡng đã tăng lên ở khu vực bờ biển phía Tây và phía Đông. Ông Cheong nói, Hàn Quốc nên tiếp tục phản ứng tương xứng với các hành động khiêu khích của Triều Tiên, không nên phản ứng quá mức vì có thể làm căng thẳng leo thang ngoài tầm kiểm soát, dẫn tới Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Triều Tiên khẳng định các vụ thử vũ khí gần đây nhằm cảnh báo Washington và Seoul khi họ tiến hành các cuộc tập trận chung liên tiếp đe dọa Triều Tiên.
Trong tuần này, Mỹ, Hàn đã huy động khoảng 240 máy bay chiến đấu để tập trận. Giới chức Mỹ và Hàn Quốc liên tục nhắc lại các cuộc tập trận của họ có bản chất phòng thủ và không hề có ý định tấn công Triều Tiên. Và thưa quý vị, tiếp sau đó thì Bình Nhưỡng lại phóng tên lửa vào sáng ngày 3 tháng 11. Seoul ngay lập tức chỉ trích Bình Nhưỡng phóng nhiều tên lửa đạn đạo trong thời gian Hàn Quốc tổ chức quốc tang sau sự kiện thảm khốc ở Itaewon. Động thái trên càng khiến căng thẳng giữa hai miền trên bán đảo Triều Tiên thêm phần căng thẳng. Theo Reuters, các quan chức ở Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết các tên lửa mà Triều Tiên phóng sáng ngày 3 tháng 11 có lẽ bao gồm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia bàn về các hành động khiêu khích mới nhất của Triều Tiên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-suk cho biết nước này lên án Bình Nhưỡng vì tiếp tục những hành động liều lĩnh, vô trách nhiệm, đặc biệt là giữa lúc Hàn Quốc đang tổ chức quốc tang kéo dài một tuần. Đáng chú ý, theo Reuters, Nhật Bản đã nghi ngờ rằng trong số các tên lửa mà Triều Tiên phóng vào hôm 3 tháng 11, có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM bị bắn hỏng. Dù vậy thì Tokyo đã kích hoạt cảnh báo không kích kêu gọi người dân trú ẩn ở miền Bắc và miền Trung của Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản ban đầu cảnh báo một tên lửa đã bay vượt qua nước này, nhưng sau đó đính chính thông tin là không chính xác. Reuters trích lời các quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết một tên lửa được Triều Tiên phóng sáng 3 tháng 11 có thể là ICBM, loại vũ khí tầm xa nhất của nước này, được thiết kế để có thể mang một đầu đạn hạt nhân tấn công phía bên kia địa cầu. Yonhap đưa tin, giới chức Hàn Quốc tin rằng tên lửa ICBM đã gặp lỗi giữa hành trình nhưng không nói rõ chi tiết. Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối xác nhận việc phóng hỏng. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada cho biết chính phủ đã mất dấu tên lửa bắn ra biển Nhật Bản. Điều này khiến Tokyo đính chính thông báo ban đầu về tên đã bay vượt qua Nhật Bản. Ông Yoshikada là một cựu phó đô đốc trong lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản nhận định, việc radar của Nhật Bản không thể theo dõi đường đạn là dấu hiệu cho thấy tên lửa ICBM của Triều Tiên đã phóng hỏng. Mặc dù đầu đạn rơi xuống vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, nhưng cách mảnh vỡ, lẽ ra bay với tốc độ cao vẫn có thể bay qua Nhật Bản, ông Koda nói thêm. Triều Tiên đã tiến hành một số vụ thử ICBM thất bại trong năm nay, các quan chức Hàn Quốc và Mỹ cho biết. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price chỉ trích vụ phóng ICBM của Triều Tiên. Ông nói vụ phóng này rõ ràng vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nó cũng thể hiện mối đe dọa từ các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo trái phép của Triều Tiên. Theo Reuters, sáng 3 tháng 11, Triều Tiên cũng phóng ít nhất 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Vụ phóng diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên bắn ít nhất 23 tên lửa, số lượng nhiều nhất trong một ngày. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hwin-dong và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã lên án mạnh mẽ loạt vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong cuộc điện đàm ngày 3 tháng 11. Bộ Ngoại giao ở Seoul cho biết. Tại Nhật Bản, sau khi Triều Tiên tiến hành đợt phóng đầu tiên vào sáng ngày 3 tháng 11, thì người dân các tỉnh Miyagi, Yamagata và Niigata đã được cảnh báo tìm nơi trú ẩn trong nhà. Trong bình luận ngắn gọn với phóng viên ngay sau đó, thì Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã nói rằng việc Triều Tiên liên tục phóng tên lửa là một hành động đáng phẫn nộ và tuyệt đối không thể dung thứ. Thực vị căng thẳng không hề hạ nhiệt khi quân đội Hàn Quốc vào sáng ngày 4 tháng 11 cho biết Triều Tiên tiếp tục bắn khoảng 80 phát đạn pháo trong đêm 3 tháng 11 vào vùng đệm quân sự tại vùng biển phía đông của nước này. Như vậy thì Triều Tiên đã có những hành động mà Hàn Quốc cho là vô cùng đáng quan ngại suốt 3 ngày liên tiếp. Phía Seoul khẳng định hành động này của Bình Nhưỡng đã vi phạm thỏa thuận năm 2018 với Hàn Quốc về giảm căng thẳng quân sự, theo Reuters đưa tin. Trước đó, Triều Tiên đã chỉ trích quyết định của Hàn Quốc và Mỹ về việc kéo dài thời gian tiến hành cuộc tập trận không quân chung. Ngay sau đó, cũng trong ngày 3 tháng 11, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn, trong đó nghi ngờ có một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM bị bắn hỏng. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Seoul đã cảnh báo Bình Nhưỡng về việc tiến hành các vụ phóng tên lửa và bắn đạn pháo. Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp ở Washington ngày 3 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jong-sup cam kết tìm kiếm các biện pháp mới sau các vụ phóng tên lửa và bắn đạn pháo của Triều Tiên. Thưa quý vị, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã gia tăng trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tục thực hiện các vụ phóng tên lửa trong thời gian qua. Theo báo cáo từ phía quân đội Hàn Quốc, thì Triều Tiên đã thực hiện ít nhất 23 vụ phóng vào ngày 2 tháng 11 và các vụ phóng ICBM trong ngày 3 tháng 11 ra các vùng biển phía Tây của lãnh thổ nước này. Cả Seoul và Washington đều tin rằng Bình Nhưỡng sắp tiến hành thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017. Trong khi đó, Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Công nhân Triều Tiên
Park Jong-chol hôm 3 tháng 11 cho biết Washington và Seoul đã đưa ra quyết định thiếu thận trọng khi kéo dài các cuộc tập trận và đẩy tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát. Mỹ và Hàn Quốc sẽ nhận ra rằng họ đã phạm một sai lầm khủng khiếp mà không thể sửa chữa, ông Park cho hay. Hãng tin Reuters dẫn lời các bộ trưởng ngoại giao cho biết Mỹ trong hôm 4 tháng 11 đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp công khai thảo luận về các vấn đề Triều Tiên và đưa các thành viên hội đồng bao gồm Anh, Pháp, Albania, Ireland và Na Uy ủng hộ. Từ lâu, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên, trong đó gồm những biện pháp được đánh giá là mạnh mẽ và toàn diện nhằm cắt giảm các nguồn cung cấp tài chính quan trọng cho các hoạt động phát triển hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hội đồng gồm 15 thành viên đã bị chia rẽ về cách đối phó với Triều Tiên, trong đó Trung Quốc và Nga hồi tháng 5 đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an về việc áp đặt biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng. Thưa quý vị, trước những diễn biến căng như dây đàn trên bán đảo Triều Tiên, thì hôm 4 tháng 11, Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết Hoa Kỳ đang tìm mọi cách có thể để ngăn Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 7. Người này còn tiết lộ không loại trừ khả năng Washington sẽ tác động đến Nga và Trung Quốc, hai đồng minh thân cận của Bình Nhưỡng, kêu gọi các nước thuyết phục Triều Tiên phi hạt nhân hóa. Nguồn tin của Reuters cho biết, chúng tôi tin rằng Triều Tiên đang hoàn tất các khâu chuẩn bị cho quá trình thử hạt nhân. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ thời điểm chính xác, có thể ngay hôm nay hoặc ngày mai. Washington sẽ làm mọi cách để ngăn điều đó xảy ra, và tôi nghĩ rằng Nga và Trung Quốc có đủ sức tác động đến Bình Nhưỡng. Phát biểu của vị quan chức này được đưa ra sau khi Hoa Kỳ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp công khai để thảo luận về vấn đề Triều Tiên sau khi nước này tiến hành một loạt các vụ phóng tên lửa đạn đạo. Từ lâu, Triều Tiên đã bị Hội đồng Bảo an cấm tiến hành các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo do lo ngại đe dọa đến an ninh của các quốc gia khác. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên dần bị chia rẽ về cách giải quyết vấn đề Triều Tiên. Được biết, Nga và Trung Quốc đều ủng hộ các lệnh trừng phạt cứng rắn sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên vào năm 2017. Tuy nhiên, đến tháng 5 năm nay, cả hai đều phủ quyết việc Liên Hợp Quốc áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng sau khi nước này tiến hành thêm các vụ phóng tên lửa đạn đạo mới của Triều Tiên. Bên cạnh đó, khi được hỏi về việc liệu Hoa Kỳ có công khai thừa nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân hay không, vị quan chức này đã lặp lại lập trường của Nhà Trắng rằng Washington sẽ không bao giờ công nhận điều đó. Và tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thu Hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.